Đây có mấy cô gái này đang đi đâu đây? Nhưng mà đây xí tôi gì à? Đây dưới này một số người đang đi hái táo mọi người ạ. Bạn rất nhiều chè, nhìn đâu cũng thấy nốc ngọn chè. Đây này đang vác cái gì? Nhìn thấy trẻ con cũng rất đông vui đây mọi người. Đây hiện tại là đang mặt trời bắt đầu lên, nhìn thấy nắng chiếu xuống khá là đẹp, nhìn cảnh rất là trong rồi đấy. Đây là mấy cô anh chị em này là đi lên rừng đi hái táo, đi lấy táo mèo nhé. Đây tại đây là một cái quán trong bản. Được chưa? Lò lì à, mỏ chế chồng là lò chế à? Đây chứ khi phải nhà mới phải phép là nhau á. Ờ, nhà chứ. Thế còn bây giờ? Chỉ tay là đây, chấp phụ một hai đó chứ, cứ chỉ tay hai mà, cứ hai. Ờ. Còn bên nhà chế nhỏ à? Nó mới chụp với tôi phi cho à? Chụp với tôi phi thì nhà chế nhỏ. Thì nhà chế nhỏ rồi. Là một place nhỏ. Nên đi. Nó mà là hát chế. Hiện tại là mọi người đang chuẩn bị xuất phát đi lên thôi. Làm ruộng làm nương mọi người ạ. Để anh chị em đang chuẩn bị đi làm ruộng làm nương. Có người sửa xe rồi, có người đang chuẩn bị túc tác đi. Ừ, mới plan rồi. Ừ. Để đoạn đường rất là nhiều rãnh này này mọi người này. Đây, rất nhiều rãnh khá. Thì khá là khó khăn đấy. Đây, nhiều rãnh này do là hai ngày trước vừa mới mưa nha mọi người nha. Để hai ngày trước vừa mới mưa nên là nó mới trở thành những cái rãnh như thế này. Đây là một cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Cái chủ của ngôi nhà này là bị bệnh xong ốm mất lâu lắm rồi, nên là còn mấy đứa trẻ thì theo mẹ, đứa con thì theo mẹ đi lấy chồng khác rồi, để lại cái ngôi nhà đang bị bỏ hoang.
mới chưa được chưa? Tao tê lắm. Làm gì xí ra? Những ngôi nhà khói bay ngút ngút đây này. Những ngôi nhà khói bay ngút ngút là đang, chắc là họ đang chuẩn bị bữa sáng để cho con ăn xong là đi lên nương mọi người. Nhiều mà chi ạ? Okay. Là thực kế chi ra? Nhiều mà chưa? Yeah. Là lỗ. Đây lại quay trở lại đến cái đoạn đường rất là trơn đây rồi đi. Đấy, cái đoạn đường rất là trơn luôn. Đây, những cái cột điện vừa mới được dựng lên. Nhà nước đang đầu tư kéo điện cho cái bản này nha mọi người nha. Còn những cái cột tre dây điện chín chít này là điện nhà nước chưa kéo, chưa lúc mà chưa làm mấy cái cột này, thế là dân tự kéo, dân mua dây xong tự kéo khá là xa từ cái bản dưới lên, nên là năm nay nhà nước mới đầu tư vào cái mấy cái cột điện này, nên là mấy cái cột tre dây điện cũ này vẫn chưa được gỡ. Nghe nói là dự định làm cuối năm nay là sẽ có điện trong cái bản này nhé. Đây là đến cái đoạn đường bê tông. Cái đoạn bê tông. Mình đi một đoạn khá là xa trên kia là không có bê tông, đoạn này là có bê tông. Là xe đi nó sẽ dễ hơn quý vị. Khá là dốc. Chuẩn bị đi nương đi ruộng, có người thì đi hái táo, người thì đi lên rừng, mấy đứa trẻ con chỉ chết đi khai tăng cái gì mới đi nó kẹn rồi hả? Cái thằng kỳ xuyên dây thì mà giúp có đơn nọ kìa. Vừa mới buổi sáng sớm, mọi người đang, mấy đứa trẻ con đã đi mua kem ăn rồi.